Đi 4, tính tiền 3, đi càng đông, càng lời. Buffet bò tơ và cá ngừ đại dương ăn không giới hạn đầu tiên tại Sài Gòn chính thức trình làng với vô vàn hấp dẫn. Đang có ưu đãi đi 4, tính tiền 3, áp dụng từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7 nha khách ơi. Đây là gửi không dùng bò Mỹ đông lạnh, mà 100% sử dụng là bò ta. Phần thịt tươi có nạm, bắp bò hoa, đi lấy đùi, thăng, gầu, được dùng không giới hạn cùng các loại nước lẩu thơm ngon. Ba Làng Rưỡi có hệ món cá ngừ đại dương đa dạng nhất Việt Nam, khai thác hết tất cả các bộ phận của cá ngừ, cho ra những món ăn ngon và độc đáo. Ngoài ra, hệ món khai vị, tráng miệng, chiên xào cũng đa dạng không kém. Có các loại bánh quê, chè, đặc sản Phú Yên, quay cây móng tuổi thơ thơm ngon nữa nha. Không gian rộng rãi, mát rượi với hệ thống máy lạnh công suất lớn, thả ga nướng thịt và nướng lẩu. Giá vé 219k, thưởng thức menu 60 món, thêm 60k thì được dùng full menu cả quầy thịt tươi luôn nha. Giá vào thứ bảy và chủ nhật thêm 20k thôi nè. Buffet mở bán từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Và đây là Ba Làng Rưỡi Sài Gòn với ưu đãi đi 4 tính tiền 3. Hãy ra dùng buffet nhé cả nhà ơi. Thử đặc sản Phú Yên, đương nhiên là phải ghé Ba Làng Rưỡi.